Kiss for you. Chung kết kèo 4-4 tự do giữa anh Hồng Cơ Bắp và Dũng Lai nha các bạn. Làm sao điểm đầu tiên quá hấp dẫn rồi. Lúng sân. Một không cho Dũng Lai. Điểm một đều. Phát ăn trực tiếp. Điểm 2-1. Xin nhắc lại cho các bạn là kèo chung kết. Chung kết set 3 nha anh em. Tem Dũng Lai và tem anh Hồng Cơ Bắp. Điểm 2 đều. Điểm 3-2. Tem Dũng Lai bên đây gồm Thắng, Dũng Lai, Tú và Triều Truyền Hai. Tem bên kia là anh Hồng Cơ Bắp, Tứng Tứng, Phước Móm và Đồng Truyền Hai các bạn. Điểm 4-2. Dũng Lai phát bung bàn các bạn ơi. Điểm 4 đều. Sân bữa nay quá đông nên góc quay nó không được đẹp. Anh em xem thông cảm nha. Cố gắng quay né người cho các bạn xem rõ hơn. Tự xém qua. Điểm 5-4. Phát khó chịu thiệt. Chốc tài. Điểm 5 đều. Bung bàn. Sáu năm nữa các bạn. Quá dẻo, chưa qua lưới. Điểm 6 đều. Hư với banh không? Đẹp chưa?
Đếm nhiều mình quên luôn rồi. Chống trắng. Bảy điều nha các bạn. Ơi. Được chưa? Tám bảy đổi sân. Đêm 8 đều. Điểm 98. 98. Điểm 9 đều. Mười chín nha các bạn. Tờ gờ bữa nay Dũng Lai phát ghê quá bạn ơi. Lưới bên kia nhảy lên là bên kia lưới rồi. Điểm mười đều. Đếm 11 10. Mười một đều. Đồng quên. Mười hai mười một cho tem Dũng Lai nha các bạn. Lưới thắng áo xanh bên kia nha các bạn. Điểm 12 đều. Bóng ngoài xa. Điểm 13-12.
xong phiên. Dũng Lai quá phát nha các bạn. 14, 12. Điểm cuối 14, 12. Chuyền hai bên này dính bóng nha các bạn. Tem Dũng Lai thắng set 3 nha.